Tiểu sử cầu thủ Hoàng Đức, những điều ít biết về tuyển thủ quê Hải Dương, mê bóng, quên ăn. Nguyễn Hoàng Đức sinh ra tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Từ nhỏ, anh đã rất đam mê bóng đá, đến độ từng mải mê chơi mà quên ăn quên ngủ. Nguyễn Hoàng Đức bắt đầu đá bóng từ năm học lớp 2. Khi đó, cậu cùng các bạn thường xuyên rủ nhau ra góc phố để đá bóng sau mỗi giờ cơm trưa. Chỉ 2 năm sau đó, năng khiếu bóng đá của Đức được các thầy ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hải Dương phát hiện và ngỏ ý muốn đưa vào trung tâm tập luyện. Ở đây, anh được các thầy đánh giá cao ở kỹ thuật thi đấu và ý chí phấn đấu vươn lên, luôn được các thầy giao giữ chức đội trưởng của đội khi tham gia các giải đấu thiếu niên. Tại vòng chung kết U19 quốc gia năm 2016 tổ chức tại Nha Trang, cầu thủ quê Hải Dương đã để lại những dấu ấn đậm nét trong mùa giải này và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết năm 2016. Năm 2017, Nguyễn Hoàng Đức chính thức gia nhập câu lạc bộ Viettel. Với chiều cao ấn tượng cùng với lối đá chân trái khéo léo có 1-0-2, anh được huấn luyện viên đưa vào vị trí tiền vệ. Anh thường xuyên nằm trong đội hình thi đấu chính tại câu lạc bộ. Năm 2018, Hoàng Đức thi đấu bùng nổ. Anh đá chính 17 trong tổng số 18 trận ở nhiều vị trí khác nhau, ghi được 9 bàn thắng và có 3 kiến tạo để giúp Viettel vô địch V-League 2018. Qua đó thăng hạng V-League 1/2019. Cá nhân anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Năm 2020, anh cũng thi đấu bùng nổ, là một trong những nhân vật chủ chốt của Viettel và cùng Viettel vô địch V-League 2020, về nhì cúp quốc gia 2020. Đầu năm 2021, anh cùng Viettel về nhì giải siêu cúp quốc gia 2020 sau khi để thua câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số tối thiểu 1-0. Mùa giải 2021 đi được đến hết vòng 12 thì bị dừng và hủy kết quả, hủy giải đấu vì sự trở lại của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Ở giải đấu AFC Champions League 2021, anh thi đấu khá ấn tượng, thi đấu cả 6 trận và ghi được 1 bàn thắng. Tháng 9 năm 2021, có tin báo câu lạc bộ Pattham United của Thái Lan ấn tượng với phong cách thi đấu của anh và muốn mượn anh về. Ngoài ra, cũng có một số câu lạc bộ khác ở châu Á đã để mắt đến Hoàng Đức. Sự nghiệp quốc tế, Hoàng Đức được triệu tập vào đội hình đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc. Ở lượt trận cuối bảng K, vòng loại giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2020, anh ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là cú volley nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng đậm đà chung cuộc với tỷ số 4-0 trước U23 Thái Lan. Ở SEA Games 30 tại Philippines, anh chơi nổi bật và có một bàn thắng giúp Việt Nam ngược dòng thành công trước Indonesia. Sau đó, anh cùng các đồng đội đăng quang vô địch giải đấu khi gặp lại chính đối thủ này ở chung kết. Ở giai đoạn 2 của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hoàng Đức lần đầu tiên được đá chính trong một trận đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia khi Quang Hải bị án treo giò và chấn thương của Hùng Dũng đã phần nào giúp anh có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Kể từ đó, anh luôn đá chính cho đội tuyển trong các trận đấu ở vòng loại thứ 3 và có màn thể hiện xuất sắc, ghi điểm với các câu lạc bộ châu Á. Sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã tự thưởng cho mình chiếc xế hộp Mercedes GLC 300 AMG 4 Matic có giá hơn 2,5 tỷ đồng. Mới đây, Hoàng Đức đã tậu xế hộp mới cho mình. Đây được xem là cách anh thưởng cho bản thân sau khi hoàn thành tốt kỳ SEA Games 31 vừa qua. Chiếc xe của Hoàng Đức là Mercedes GLC 300 AMG 4 Matic có giá hơn 2,5 tỷ đồng. Xế hộp có màu đen chủ đạo. Đây là loại xe động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2.0 turbo, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động cơ này giúp xe sinh công suất tối đa lên đến 258 mã lực và moment xoắn đạt 370 nanomet. Mercedes-Benz GLC 300 AMG 4 Matic sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với tốc độ tối đa có thể đạt được là 240 km/h. Thời gian qua, cầu thủ Hoàng Đức nhận được nhiều lời khen với phong độ thi đấu ổn định và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Năm ngoái, tiền vệ này cũng đã xây nhà cho bố mẹ. Bạn gái yêu 4 năm của cầu thủ Hoàng Đức.
Gia Hân và Hoàng Đức dính tin đồn hẹn hò vào năm 2019 khi cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu. Hai người chính thức công khai mối quan hệ vào sinh nhật năm 2020 của Gia Hân. Dù yêu nhau gần 4 năm, cả Gia Hân lẫn Hoàng Đức ít khi chia sẻ hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Cô nàng có mối quan hệ thân thiết với gia đình và bạn bè của nửa kia. Cô từng nhiều lần đến sân đấu cùng mẹ của bạn trai để cổ vũ cho anh. Gia Hân là một trong những người có ngoại hình và phong cách gợi cảm nhất trong dàn oắc của đội tuyển Việt Nam. Cô nàng 25 tuổi theo đuổi hình tượng sexy, có số đo 3 vòng nóng bỏng. Hiện đang là quản lý một spa có tiếng ở Đồng Nai. Trước khi được nhiều người biết đến là bạn gái của Hoàng Đức, Gia Hân đã là hot face trên mạng xã hội, có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Sau khi hẹn hò nam tiền vệ tuyển Việt Nam, số lượng follow của cô tăng chóng mặt, hiện có hơn 140.000 người theo dõi. Trong những lần bạn trai đi thi đấu ở nước ngoài, Gia Hân thường xuyên có mặt để cổ vũ tinh thần. Cô từng sang Philippines cổ vũ bạn trai trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Cô nàng thường thu hút ống kính truyền thông mỗi lần xuất hiện trên khán đài.